trong với sự mua ngay những gian hàng đầu tiên đó chính là những gian hàng của tập đoàn LVMH, Louis Vuitton, Hermès, LVMH, Burberry thì phải lên tay trái trong họ và còn sau bắt đầu Besonderheit, du musst hier mit dem Auto. Nationalie. Zenit. Tuy nhiên, tôi muốn giới thiệu với các bạn những chiếc đồng hồ Rolex đầu tiên. Đi. Khám phá chiếc đồng hồ. Đây chính là gian hàng Rolex năm nay thì một phần do tập đoàn Swatch Group tham dự nên là tôi cảm thấy không đông như năm ngoái do tập đoàn Swatch Group của Bulgaria thương hiệu sở hữu Bulgaria, Romania, Armani, Harrison, Rastafari tham dự rất là đông. Năm nay thì có lẽ là khách giảm đáng kể và thực tế ra là năm nay chỉ thương hiệu khác ở phía sảnh phụ có lẽ là không thể đông bằng. Chúng ta cũng được giới thiệu tại ba giải vua 2020. Trong khu này đó chính là một chiếc đồng hồ rất là đặc biệt, chiếc đồng hồ có thể nói là hot nhất năm nay. Trong cái ô giới thiệu sản phẩm này đó chính là chiếc đồng hồ GMT Master 2 Pepsi. Pepsi và Batman phiên bản là Jay Jubilee. Đây như các bạn đang thấy. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chính là chiếc Batman thế hệ mới, sử dụng cũ máy mới, dây đeo mới. Cảm nhận của tôi thì có lẽ là tôi thích Pepsi hơn, với cùng một giá 8.800 francs Thụy Sĩ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Tiếp đến, đó chính là chiếc đồng hồ đó chính là chiếc đồng hồ có một chút vấn đề về vắt nét. Rất khó bắt nét chiếc đồng hồ có mặt thiên thạch này. Chiếc GMT mặt số thiên thạch được nâng cấp lên mặt số thiên thạch. Đây là lần đầu tiên mà Rolex cho sử dụng mặt số thiên thạch vào những phiên bản GMT. Trước đó thì có Daytona và Day-Date. Rồi, được rồi. Có một chút lỗi lầm về camera. Đây, như các bạn đang thấy. GMT Batman và GMT Pepsi. Đây là hai phiên bản root beer đã được giới thiệu tại Baselworld 2018. Năm nay, GMT cho ra mắt phiên bản Batman mới 126710 mới. Và đây chính là ô của bộ sưu tập Sky Dweller, không có sự mới lạ trong bộ sưu tập Sky Dweller năm 2019 năm nay. Đó,
hot nhất thì vẫn là chiếc này, thép mặt xanh Oyster Steel, giá hãng chỉ khoảng tầm 15.000 đô, chưa đến 15.000 USD, tuy nhiên là giá thị trường nó rơi tầm khoảng 20.000 USD. Đó, chỉ có chiếc này thôi các bạn nhé. Còn lại những chiếc khác thì có thể order với mức giá bằng giá retail hoặc là rẻ hơn, được chiết khấu 5-10-15% tùy từng phiên bản. Đây đấy, đây chính là đây đấy. Không có gì mới lạ. Đây, đây đấy vàng hồng. Pearl Master. Đây, như chiếc của tôi hôm nay đang đeo cũng là một chiếc của Pearl Master. Đó, cũng mặc cùng mặt số Full Diamond. Đó. Chào người anh em. Rồi. Đây, phiên bản mới. Phiên bản mới của Daydate 36, sử dụng cũ máy mới. Đó, new. Daydate full kim cương và Desert full kim cương cho anh, cho chị em, dành cho chị em, dành cho phái đẹp. Đó, và phiên bản này nữa. Mặt xanh. Desert đang. Còn phiên bản là tê đết, rất là cuốn hút và hấp dẫn. Tết Just không có gì mới lạ so với năm 2018. Vì vậy là không mất thời gian của các bạn ở đây đấy các bạn nhá. Đây, Celine cũng như vậy, vẫn là những phiên bản đã được giới thiệu trước đó, không có quá nhiều mới lạ. Rồi, chúng ta hãy cùng khám phá tiếp ở phía bên cạnh, phía bên hông của Rolex. Tôi vẫn thấy Rolex Submariner The Hub được tiếp tục sản xuất, vẫn được trưng bày, tiếp tục sản xuất. Tôi nghĩ là vẫn được tiếp tục sản xuất, không giống như những tin đồn đoán. Năm nay thì có rất nhiều tin đồn đoán, nghĩa là Rolex sẽ giới thiệu một phiên bản Submariner mới, phiên bản mới, cỗ máy mới, hoặc là một phiên bản dành cho Lady xe 36. Tuy nhiên là hoàn toàn không phải, tất cả chúng ta đã bị lầm tưởng. Submariner vàng trắng này, vàng two tones hai màu đó, tất cả ở đây tiếp tục được sản xuất. Đây có một điểm mới nữa với một phiên bản là người anh em của Submariner, đó chính là Sea Dweller. Phiên bản Sea Dweller là phiên bản lặn sâu hơn của dòng lặn, lên tới 1220m. Thì năm nay là một năm có sản phẩm mới của Sea Dweller. Tuy nhiên là phiên bản Two Tone này thì tôi không có quá nhiều cái cảm xúc về nó lắm. Bởi vì nếu mà nhìn qua ngoài cái dòng chữ vàng ở trên mặt số thì tôi thấy nó khá giống và không thu hút được tôi. Nó khá giống với cả những phiên bản Submariner Two Tone hai màu. Rồi. Như bạn đã thấy năm nay thì cùng là năm đầu, cũng là ngày đầu, tuy nhiên là để mà nói không đông bằng một phần của năm ngoái, thì mới thấy được là sức mạnh của tập đoàn Smart Group lớn đến như thế nào. Ở đây, đây đế mới 36mm, đặc biệt là phiên bản mặt số vàng, mặt số chocolate trên nền vàng hồng, rất là đẹp. Thế hệ máy mới 70 tiếng. Đây. Và đây nữa, chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ phải nói là tôi đặc biệt thích, thích nhất trong sự kiện Bezel World năm nay. Đó chính là phiên bản vàng champagne với mặt số màu xanh lá cây. Mà cái phiên bản màu xanh lá cây này là như kiểu xanh cánh cam, mà nó không phải là giống như của Hắc
hay là những cái màu xanh khác, mà cái màu xanh này nó khá là chìm và khá là đậm, nó sẽ chảy tia ở những cái góc được đánh ánh sáng khác nhau. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó. Chiếc đồng hồ này đối với tôi chắc chắn tôi sẽ cố gắng để mua trong năm 2019 để về review tới các bạn. Nên các bạn hãy cố gắng đón chờ video về chiếc đồng hồ này của Giá Bán Luxury trong năm tới. Đó, chỉ có 2 chiếc đồng hồ mà tôi lưu ý ở Day Date 36 năm nay, đó chính là phiên bản này và phiên bản của chocolate này. Ok. À, một phiên bản khá là hài hước. Day Date cho chị em này, new model. Một phiên bản mà tôi hay nói là Michael Kors của Rolex. Trông rất là loẹt loẹt, kim cương loẹt loẹt quá. Thật sự là tôi thấy không được thích cái model này lắm. Rồi, tôi bỏ qua nhá. Đây, Datejust năm nay ra phiên bản mới cho phiên bản size 31, sử dụng cỗ máy 2236, nâng cấp một số cái cải tiến cũng như là cái thời lượng cót được 55 giờ. Đó. Thì anh em yên tâm là có một đôi này giống hệt nhau nhá, chàng 36 nàng 31 nhá. Có thể order trong năm nay. Các bạn yên tâm. Rồi. Đó, tiếp chốt. Tiếp đến, đó chính là phiên bản Steel của 126334. 126334, 126234 chứ. Cái phiên bản này ấy, nó là phiên bản size 36, vành bằng vàng trắng, vỏ là vỏ oyster thép. Cái phiên bản này được ra mắt trong năm nay, như chiếc đồng hồ như các bạn đang thấy đây, sử dụng cỗ máy mới. Dáng vỏ thì tôi nhìn thấy có vẻ không mới lắm, có thể là có cải tiến nhưng chưa được cầm trực tiếp, thế nên là chỉ nhìn ngoại hình bên ngoài thôi. Đây chính là chiếc đồng hồ này đây, thế hệ máy mới. Ngoại hình thì hình như là mặt số giống như với cả phiên bản thế hệ mới thôi, chứ còn không có quá nhiều đặc biệt ở đây, ngoại trừ bộ máy được nâng cấp lên 70 tiếng. Đó. Thế vỏ thép mới. Vỏ thép Datejust 36 mới. Đây chính là những chiếc đồng hồ Platinum. Đó, những chiếc đồng hồ mà cái lớp vỏ Platinum. Nói chung là đắt giá và rất là nặng tay. Nặng tay, nặng cả tiền nữa. Đó. Mà cái đặc điểm nhận biết của những chiếc đồng hồ vỏ Platinum đó là mặt số màu xanh lơ, xanh da trời, nhạt. Ui, chiếc này thì cũng nặng tay lắm các bạn ạ. Full kim cương. Đó. Đây, trong đám trong những chiếc đồng hồ có lớp vỏ Platinum thì tôi thích nhất hai chiếc đồng hồ này. Đây đấy. Sorry, xin lỗi các bạn. Hai chiếc đồng hồ đây thôi rồi. Lớp vỏ Platinum với vành bezel là Cerachrome màu nâu. Một chiếc là mặt số có hạt kim cương baguette. Đó. Và một chiếc là mặt số cọc phát quang. Hai chiếc đồng hồ này thì đều là hai chiếc đồng hồ rất là giá trị và rất được chào đón. Rất là đẹp nữa. Đương nhiên rồi. Đây. Mingos. Năm nay thì cũng có nhiều tin đồn đoán về Mingos ra bản mới, phiên bản mới, nhưng hoàn toàn không phải. Chúng ta đã lại bị mắc một cú lừa của mạng xã hội. Mingos năm nay vẫn thế. Yeah, và Explorer không có gì mới cả. Air King cũng vậy. Ta đến với cả sát thủ của Rolex. Đó chính là Daytona 116500LN, vành bezel Cerachrome đen. Thì hai chiếc đồng hồ này là hai chiếc đồng hồ có thể nói là giá premium, giá ngoài thị trường chợ đen cao nhất trong tất cả những chiếc đồng hồ của Rolex.
với cái mức giá premium ở ngoài. Hiện tại hai chiếc đồng hồ này có giá khoảng tầm 11.800, có giá hãng 11.800 franc Thụy Sĩ, nhưng giá giao dịch ở ngoài nó rơi vào tầm 22-24.000 đô Thụy Sĩ, đô la Mỹ đó. Giá giao dịch thị trường ở ngoài, thị trường chợ đen đấy đó, hai chiếc đồng hồ này rất là cao. Và đây chính là hai phiên bản mới của Rolex năm nay. Daytona mặt chocolate. Cảm giác thì có khác bản cũ đấy, nhưng mà khác nhiều hay không thì phải có một chiếc bản cũ màu nâu, mặt nâu cũ. Một chiếc mặt nâu cũ thì mới có thể so sánh được cụ thể các bạn ạ. Có khác, tôi nhìn thì có khác. Nhưng mà phải có một chiếc này cầm trên tay thì mới phân biệt được. Nhìn mới có thời gian, và có thời gian nữa thì mới so sánh được các điểm khác nhau về phiên bản cũ. Đây, những phiên bản này thì không có nhiều khác biệt, thế thôi. Chúng sẽ di chuyển. Đây. Yachtmaster. Một đôi. Two tones bằng Everose Wool 40-35. Mặt xanh, rất là đẹp và mát mắt. Mặt rhodium xám. GMT Master 2. Cỗ máy phức tạp, dạng bậc nhất Rolex. Tuy nhiên là còn một món quà nữa trước khi chia tay với Rolex, tôi muốn giới thiệu tới các bạn, đó chính là một phiên bản. Có lẽ là không biết nói nào, nhưng cảm nhận tôi thì không thể hứng thú lắm. Đó, chúng ta đã nhìn thấy nhân vật đấy rồi. Đây chính là một chiếc Yachtmaster với lớp vỏ 42, khá là lạ. Lớp vỏ này thì với những phiên bản thông thường của Yachtmaster ấy thì nó là 40. Đó, như các bạn đang thấy, vàng hồng, nó là 40 hoặc là 35 cho size nữ. Thì chiếc đồng hồ này là vỏ vàng trắng, size 42mm. Cảm nhận của tôi với chiếc đồng hồ này ấy, thì có lẽ là nói như nào nhỉ, hơi nhàm chán. Bởi vì sao? Tôi đang quen nhìn với cái điểm nhấn, cái mặt số của chiếc đồng hồ vỏ vàng, nó có một dòng chữ đỏ rất là cuốn hút, rất là điểm nhấn, rất là đẹp. Thì chuyển sang chiếc đồng hồ này, vỏ vàng trắng này, xong rồi nói chung là khá là, tôi thấy hơi buồn. Vỏ vàng trắng và kích cỡ 42mm. Chiếc đồng hồ này thì có giá niêm yết là 26.500. Nếu như các bạn có 26.500, các bạn có muốn sở hữu chiếc đồng hồ này không? Hãy cho tôi biết ở comment phía bên dưới các bạn nhé. Và đó là tất cả những gì mà Rolex trưng bày tại sự kiện Bazaar năm 2019. Một lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu tiếp những model mới của Patek ở phía đối diện.